Các nhân viên công ty UBS đang đe dọa tổ chức đình công trên toàn quốc và điều này có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la cho công ty cũng như làm trì trệ việc chuyển giao hàng hóa khắp nước Mỹ. Theo bản tin của CBS News, lần sau cùng khi có cuộc đình công lớn ở UBS là hồi năm 1997. Lúc đó, các công nhân đình công trong 15 ngày gây tổn thất trị giá 211 triệu đô la cho công ty và làm nhiều khách hàng giận dữ. Lần này, nếu có đình công, sự thiệt hại sẽ còn lớn hơn nữa. Công ty UBS với trụ sở chính đặt tại Atlanta, tiểu bang Georgia, nay lớn hơn rất nhiều so với hơn 2 thập niên trước đây, nhờ vào chiều hướng mua bán hàng qua mạng. Trị giá thương vụ của UBS cũng tăng gấp 3 lần, từ hơn 22,4 tỷ hồi năm 1997 tới gần 66 tỷ hiện nay. Trong thời gian đó, số nhân viên UBS là thành viên nghiệp đoàn tăng hơn 40%, từ 185.000 cho đến 280.000. UBS hiện đang vận chuyển khoảng 20 triệu món hàng và văn kiện mỗi năm, với trị giá vào khoảng 6% tổng sản lượng nội địa của Mỹ. Cuộc đình công của UBS cũng sẽ cản trở doanh thu của các nhà bán sỉ, gồm cả Amazon. Tuy Bưu điện Mỹ là công ty vận chuyển lớn nhất cho Amazon, họ vẫn còn trông cậy nhiều vào UBS.